Cái cục chỗ này bị viêm hết trơn rồi, ráng cố gắng một xíu. Mà da con nó nhạy cảm nữa, da con nó mỏng, nó nhạy cảm nữa. Gì đâu chờ người ta. Một cái ổ viêm này luôn. Ngoan ngoan, chạy lại lấy chị mớ bông.
đừng 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 lao còn lao còn. Ráng xíu cô lấy cái ổ viêm trên đây nè.
Rồi.